Vì câu chuyện bạn ai được nằm trong cuốn sách xưa và nay, mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ review găng tay đen. Găng tay đen này của mình là găng tay lao động và được thiết kế bằng cái len sợi rất là mỏng, nhẹ và êm. Đấy, khi chúng ta đeo lên thì các ngón tay của chúng ta rất là được im ả vào với nhau và để giúp cho các bạn có thể làm việc một cách dễ dàng, thuận tiện. Khi chúng ta làm lao động ấy, thì chúng ta đeo găng tay vừa giúp bảo vệ cái da tay của chúng ta được được tốt, và nhiều bạn sẽ làm trong cái môi trường bụi bặm quá sẽ ảnh hưởng đến cái làn da tay của chúng ta, làm việc vất quá hay bị rát tay thì chúng ta có thể sử dụng cái găng tay này. Hoặc là trong cái những cái bạn nào ở trong vùng nông thôn ấy, chúng ta hay đi đồng, đi cuốc đất, nhiều khi chúng ta cầm vào cái cây cuốc ấy, cán cuốc rất là lâu và sẽ gây ra tình trạng bị chai tay. Chúng ta cần nên có cái găng tay như thế này để vừa bảo vệ tay, vừa bảo vệ cái làn da của chúng ta được tốt hơn. Lý do một thiếu phụ còn trẻ đẹp tới phòng mạch bác sĩ khai bệnh. Thưa bác sĩ làm ơn khám cho tôi xem có bệnh gì trong người không mà tôi cứ mệt, mất hăng hái, không muốn ngồi dậy làm chuyện gì cả, chỉ muốn nằm hoài trên giường. Chắc tôi thiếu sinh tố hay là mất hồng huyết cầu trong đó, trong máu. Sau một hồi khám kỹ lưỡng, bác sĩ hỏi bệnh nhân: "Xin lỗi bà lập gia đình được bao lâu rồi ạ?" Thiếu phụ trẻ đẹp e thẹn đáp: "Thưa bác sĩ, chỉ mới được 2 tháng thôi." Viên đốc tỏ mỉm cười: "Vậy thì thưa bà chẳng có bệnh hoạn gì cả, bà chỉ chịu khó ngủ riêng giường với ông nhà vài ba ngày là sẽ lập tức lại sức ngay." Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Sao ai cũng vậy được nằm trong cuốn sách xưa và nay. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Bộ quần áo quyến rũ được nằm trong cuốn sách xưa và nay. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review bức tranh đính đá này của mình sẽ gồm có một cái chú thỏ ở đây rất là ngộ nghĩnh, và nền màu sắc chính của một bức tranh này đó là màu tím. Trên bức tranh có hình chú thỏ được đeo một chiếc nơ màu xanh khá là to, tay của chú đang một cái tay cái cụp xuống, nhìn cái đôi mắt của chú rất là được long lanh này. Bên ngoài của một bức tranh sẽ được phối với những cái hình rất là đẹp, đó là hình ngôi sao ở đây. Và đây là một cái chữ. Chú thỏ này khi các bạn mua về thì nó sẽ chỉ có hình thôi, và nó sẽ cho các bạn rất là nhiều cái túi đá để cho các con của mình có thể về để đính vào đây, tạo thêm hình bức tranh rất là đẹp và được tặng thêm cả cái khung. Đằng sau sẽ có cho chúng ta đó là một cái đế để các con làm xong cái sản phẩm này thì các con có thể để lên trên cái bàn được. Sao ai cũng vậy, trong một hốc đá kín đáo xa xa, tiếng sóng biển vỗ rì rào, dưới bầu trời trăng sao thơ mộng, chàng âu yếm hỏi nàng: "Cưng ơi, có phải đây là lần đầu tiên em gần với đàn ông không?" Nàng gật đầu rồi đưa ngón tay lên miệng cắn: "Dạ phải." Nhưng không hiểu sao đàn ông con trai các anh ưa hỏi câu đó trong những trường hợp như thế này. Bộ quần áo quyến rũ.
Chàng ngồi nàng trò trang điểm đi chơi. Một lát sau nàng bước ra rực rỡ trong bộ quần áo sang trọng đắt tiền. Chàng trầm trồ: "Trời, nàng tiên của anh đẹp và quyến rũ quá." Nàng nũng nịu hỏi lại: "Thế nếu em không mặc bộ quần áo đẹp này thì không biết anh có còn thấy em quyến rũ nữa không?" Chàng cười đáp: "Thì cứ thử xem." Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Tôi chết rồi, được nằm trong cuốn sách Xưa và Nay. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube